Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành APK Rồi hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đi bong bóng lang thang mang tên là đêm cuối Với cái bong bóng lang thang này thì chúng ta sẽ có 10 cuộn Đây là một số phần quà, giờ thì mình sẽ bắt đầu Rồi với bong bóng lang thang này thì đầu tiên thì mình sẽ có mặt tại đây đây là một sự kiện có liên quan tới nhà vua Arthur đã rất rất rất, rất lâu về trước rồi các bạn những hành trình kỳ quan cũ bây giờ nó sẽ được làm lại thành bong bóng lang thang nha rồi đầu tiên chúng ta sẽ lại nói chuyện với cái trại lính này sau khi nói chuyện xong thì nó sẽ hướng chúng ta tới như vậy ha bây giờ thì mình sẽ bắt đầu di chuyển chúng ta sẽ di chuyển lên cái ô phía trên đây rồi tiện đường công tác các bạn lậm luôn cái bài quái này giúp mình Ok, để mà các bạn tiêu diệt bài quái càng nhanh càng tốt thì các bạn có thể chỉnh full một tim gọi là tim sóc đam ngay từ đầu trận các bạn thì tốc độ clear nó sẽ nhanh hơn so với là các bạn dùng tim khác nha rồi ví dụ như tim này thì mình sẽ dùng một tim sóc đam nhanh mạnh ngay từ đầu trận ha rồi chúng ta có thể cho thêm một vài con support boost ở đây rồi một phát một là tim địch nó sẽ bay màu với cái tim này các bạn Rồi tốc độ clear cực kỳ nhanh Tiện đường công tác thì các bạn chỉ vào Các bạn lầm cái rương giúp mình Rồi sau đó thì chúng ta sẽ di chuyển sang đây Các bạn lầm luôn cái bãi quái này nha Đầu trận thì Atha sẽ lướt vào Hoa kình Ca sẽ ở trên bắn xuống một phát Rồi bây giờ thì mình sẽ di chuyển sang đây ở đây thì a thơ có một chút gửi cho chúng ta mình sẽ di chuyển sang đây và các bạn kéo cái súng này lên trên giúp mình ok chúng ta kéo cái súng lên trên đợi xíu nữa chúng ta ta qua đó và chúng ta nhặt cái rương các bạn ha bây giờ thì các bạn quay lại đây các bạn xúc bài quái này cho mình nha Rồi sau khi xúc xong thì các bạn vào nhặt cây rương thần bỉ ở đây Ok, sau khi nhặt xong thì các bạn sẽ tiếp tục di chuyển sang đây Chúng ta tấn công cái bài quái và chúng ta nhận cái cuộn các bạn Rồi, chúng ta chạy lại nhặt cái cuộn Ok. Sau đó thì mình sẽ di chuyển sang đây. Chúng ta tiếp tục à, tiêu diệt bài quái. Nâng được một con Atalia mat option rất là đã các bạn ha. Rồi, sau đó thì các bạn di chuyển lại đây, các bạn gạt cần phía xuống. Rồi sau đó chúng ta chạy lại chúng ta nhặt cái ô này các bạn. Rồi. Ở đây chúng ta tiếp tục có một cây rương nè, nhưng hiện tại thì chúng ta chưa nhặt được nha. Rồi, sau đó thì mình sẽ di chuyển trở về, chúng ta di chuyển trở về. Chúng ta nói chuyện với con chuột các bạn. Đây là cái con chuột người thú á, chúng ta sẽ lại nói chuyện. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lại nói chuyện với lại Lucius. Chọn Lucius là kẻ bị tình nghi nha các bạn nha. Rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ di chuyển xuống phía dưới và chúng ta đụng tiếp phía dưới nha. Ok, Giờ thì mình sẽ đi đi qua con đường này các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ kéo cái này. Việc kéo như thế này thì chúng ta đã có thể Lùm cái rương đây. Ý mình bấm lộn các bạn, bấm nhầm, bấm nhầm, bấm nhầm. Đây là mình bấm nhầm các bạn, chúng ta không cần nhặt đâu, chúng ta di chuyển sang đây, tấn công bài quái nha. Rồi, các bạn uh, xúc bài quái cho mình sau khi xúc bài quái xong thì mình sẽ di chuyển sang sang đây chúng ta nhặt cái rương các bạn chúng ta nhặt rương nhặt rương xong thì mình sẽ di chuyển phía dưới này nha các bạn nhặt rương và chúng ta tấn công bài quái Rồi sau đó thì mình sẽ tiện đường công tác Mình nhặt cái rương Rồi chúng ta tấn công bầy quái rồi xong đó chúng ta lụm luôn Rồi chỗ này có một cái cuộn thì mình sẽ nhặt cái cuộn nha rồi sau đó thì mình sẽ lại chỗ này mình kéo ngang đây đó khi kéo ngang thì cái cục này nó sẽ biến thành màu xanh và mình có thể di chuyển sang đây các bạn rồi mình đã di chuyển sang đây được thì ở đây thì mình sẽ tấn công và mình tiếp tục nhặt cái cuộn rồi các bạn chạy lại nhặt cái cuộn sau khi nhặt cuộn xong thì mình sẽ lại nói chuyện với chỗ này mình tấn công chỗ này rồi mình nhặt luôn cái rương kim cương các bạn sorry các bạn nhặt rương vàng ok chúng ta nhặt rương vàng rồi sau khi đã nhặt rương xong thì mình sẽ làm gì mình sẽ kéo cái này qua kéo này qua để chỗ này nó bị chặn lại để chúng ta di chuyển sang đây được chúng ta di chuyển sang đây được rồi xong, sau đó chúng ta sẽ nhặt cái cái này ok sau khi nhặt và đã trao đổi xong thì chúng ta sẽ bấm vào cái chỗ chỗ này để chúng ta teleport về vị trí ban đầu sau đó chúng ta sẽ nói chuyện với cái trại tiếp theo rồi chúng ta sẽ nói chuyện với cái trại tiếp theo là antandra các bạn rồi các bạn bấm vào các bạn chọn kẻ bị tình nghi cho mình rồi nữ thần sa mạc nói chuyện xong bây giờ thì đã gợi ý cho mình à, tiếp tục di chuyển mình sẽ di chuyển lên đây nha rồi chúng ta di chuyển lên đây đầu tiên thì mình sẽ lùm cái rương vàng mà lúc nãy mình đã dọn sẵn giờ để mình ăn các bạn giờ chúng ta sẽ tiêu diệt những bài quái này rồi đây là video mà kiểu như mình làm lại cái bung bóng lang thang nha để một số bạn nào mà tiếp cận cái video cũ nếu mà xem không rõ thì mình làm là video này để cho các bạn rõ hơn sử dụng tướng nó cũng on meta hơn so với thời đại các bạn nha rồi các bạn là đây các bạn dịch chuyển vị trí này sang một bên để chúng ta phải di chuyển xuống dưới Tại vì nó đứng nó xịt xịt như vậy thì các bạn sẽ không thể nào đi ngang qua được thì mình bắt buộc phải dịch chuyển nha. Rồi sau khi các bạn dịch chuyển xong thì các bạn quay lại đây các bạn kéo lại. Rồi bây giờ thì mình đã có thể đi qua các bạn, các bạn đi qua giúp mình. Ở đây có một cây rương, mình đi qua xong rồi mình lậm rương luôn nha. Rồi các bạn bấm vào đây các bạn lậm rương thần bí. Sau khi lậm rương xong thì một số bài quái nó sẽ hiện lên chặn đường. chúng ta xử luôn các bạn đối với cái dàn tướng vô cùng mạnh mẽ giống như mình thì đối với những cái bài quái này là clear nó vô cùng dễ dàng các bạn chúng ta hoàn toàn có thể xử một cách rất là gọn các bạn thì với dàn tướng của các bạn newbie thì cũng vậy thôi game bây giờ thì tướng thì hầu như ai cũng có rất là nhiều tướng mạnh rồi kéo bé bồn mơ xuống để cho nó hồi máu cho cái con uh, Emilia Emilia nãy bị dính cái chiêu mùi hôi của con uh, Emilia nãy lúc nãy là bị dính cái chiêu mùi hôi của con Toran các bạn Ok, chỗ đây có một cái cần gạt thì trước khi gạt cần thì mình sẽ lầm mấy cái bài quái này trước rồi chúng ta sẽ nói chuyện với mấy cái cần gạt sau nha Rồi, Amy đã con imi đã chết thì mình bỏ con rem vào cho anh đầu trọng nó nhảy vô nó dặm một cái kết hợp chung với a đi cho lẹ à, mình có thể tiếp tục điều chỉnh tim bằng chỗ này cho cái con chồng của lucretia vào đầu trọng nó sẽ nhảy một cái cùng với cái dầm của kia cùng với con a thì nó sóc đâm đầu trọng nhanh hơn ok các bạn chúng ta lại nhặt rương rồi bây giờ thì mình sẽ gạt cái này ở đây thì nó bắn qua giờ mình đã có thể di chuyển sang đây chúng ta di chuyển qua rồi mình sẽ di chuyển xuống dưới này chúng ta tiêu diệt bài quái và chúng ta nhặt thêm nha ở đây các bạn kéo lên tí nữa mình sẽ sang đường đó luôn các bạn ok sau khi đã xong thì mình sẽ về lại các bạn chúng ta về lại cái trại Rồi, bây giờ thì chúng ta lại nói chuyện với anh Tanura. Chúng ta bấm vào. Chúng ta chọn từ bỏ. Không phải các bạn, các bạn chọn chỗ này. Rồi, sau khi giờ nó lồi ra cái con tướng chúng ta cần tiêu diệt là con Mahira. Và các bạn xúc cái ải này nữa là xong. Ô lực chiến của bên kia cũng khá khá đó các bạn Và đây là cái rương kim cương cuối cùng của chúng ta cần nhặt ngay chỗ này Rồi Xong Phần thưởng cuối chúng ta 10 cuộn đã xong nha Và mình vừa hướng dẫn các bạn xong cái bong bóng lang thang mang tên là đêm cuối Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Nếu thấy hay đừng quên like, subscribe và nhấn vào chuông thông báo để xem thêm các video mới nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và tạm biệt. Bye bye.